em đã sai khi ngu ngốc lừa dối tình cảm giờ em biết phải làm sao để tránh xa mối rắc rối này đây chuyện là em có anh người yêu hơn em 2 tuổi tên là Tiến anh Tiến là dân IT em quen anh ấy qua một lần đi ăn cùng hội bạn anh là bạn cùng phòng của một thằng trong nhóm chúng em quen biết nhau nhanh lắm em chủ động mở lời tán tỉnh anh trước và kết quả chỉ sau hai tuần cưa cẩm anh Tiến đã đổ gục trước em Mọi người vẫn thường nói, yêu trai IT là sẽ phải cứng rắn lắm, vì họ rất nhạt nhẽo trong tình yêu. Em cũng không nghĩ là như vậy cho đến khi yêu anh Tiến. Anh thật sự chẳng quan tâm gì ngoài cái màn hình toàn những dòng code cả. Ngày ngày anh cứ đến công ty rồi về, nhắn tin cho em cũng chỉ vỏn vẹn hai tin buổi sáng và tối muộn, đi hẹn hò cả tuần mới được một lần. Nhân dịp gì anh cũng chỉ nhắn một lời chúc mừng rồi thôi, để không đơn điệu em cũng cố gắng tạo những bất ngờ cho anh như là đến công ty rủ anh đi ăn trưa qua nhà anh nấu bữa tối rủ anh đi xem phim tại nhà mỗi cuối tuần hay là ra ngoài chơi mấy trò chơi vô tri để xả hơi đầu óc nhưng có lẽ mọi nỗ lực của em không thể thay đổi được bản tính của anh thì phải hôm đó chúng em cãi nhau em đuổi anh ấy đi thì anh ấy đi về thật mặc kệ em đang ngồi khóc giữa quán chẳng dỗ dành cũng chẳng ra đón về quá chán nản em lên bo bay lắc cho quên sầu Tình cờ gặp anh Long ở đây Long đúng kiểu trap boy, bad boy Giao diện vô cùng ngầu Cộng thêm rất biết cách nói chuyện Nên nghe câu nào cũng như trót mật vào tai Anh ấy hỏi thăm em có chuyện buồn gì Mà mặt buồn dữ vậy Em buồn bã ngồi tâm sự hết cho anh nghe Thì anh ấy mời em ly rượu Rồi vui vẻ đưa ra lời khuyên Khiến em cảm thấy cảm động vô cùng sau hôm đó em với long có trao đổi cho nhau số điện thoại chúng em bắt đầu nhắn tin nhiều hơn long cũng chủ động hỏi thăm tình hình yêu đương của em rồi sẽ rủ em đi chơi đây đó kể cho em nhiều câu chuyện cũng như cho em những lời an ủi động viên chân thành nói chuyện với long em như bước vào một thế giới khác thế giới của những màu hồng của sự vui vẻ đương nhiên có những rủi ro nhưng em vô cùng thích điều đó bởi đã quá lâu rồi chưa ai làm em cảm thấy được sống trong tình yêu như vậy Nhân dịp sinh nhật Long có mời em đi đến bar Chúc mừng anh ấy Em cũng vui vẻ đi đến đó Vừa ngồi vào thì Long ngồi nói chuyện Rồi rót cho em hết ly này đến ly khác Em uống đến ly thứ tư Là đã ngà ngà và đi vào nhà vệ sinh để nôn Một lúc sau em đi ra Và xin phép về trước Thì Long ngỏ ý đưa em về nhà Ngồi trên xe Long lấy áo đắp lên người em Rồi đưa em về nhà Không khí bỗng trở nên căng thẳng Long vương sang hôn em Rồi bàn tay hư hỏng ôm chặt lấy em bất giác em cảm thấy điều này không đúng nên đã dừng lại và đi xuống xe vào nhà sau lần đó em không gặp lại long nữa gần như cắt đứt mọi liên lạc mà tiếp tục mối quan hệ với anh tiến nhưng chuyện bất ngờ thì thường là đến lúc mình không tưởng tượng được hôm đó em đi coi phim một mình và tình cờ gặp thảo bạn thân của em đang tay trong tay với anh tiến ngồi tại ghế chờ ngoài sảnh em hoảng hốt nhìn thì thấy anh tiến đang cười rất vui anh ấy hả còn nhẹ nhàng hôn lên má của thảo điều mà đi cùng em anh ấy không hề thích thú làm hóa ra anh ấy cũng phản bội em em đợi hai người xem xong bộ phim rồi họ cùng nhau đi ăn đi chơi và dừng lại điểm cuối là nhà nghỉ lần này thì em không để yên nữa liên chạy đến quát lên anh tiến anh đi với con khác mà không hề quan tâm đến em hả em đã phải xem phim một mình vì anh đấy anh tiến nhìn mình chẳng nói một lời thì con thảo đứng ra rồi thản nhiên nói Tao tưởng là mày đang vui bên anh Long của mày mà Mày còn kể với tao là mày đang rất vui khi đi cùng anh trai đó Cảm giác vui vẻ chứ không hề nhạt nhẽo như bên anh Tiến Tao chỉ giúp nó đẩy nhanh quá trình chia tay lên thôi Anh Tiến giờ là của tao Mày hết cửa đi ghen rồi con Em sững người khi biết rằng Thảo lợi dụng thời gian em xa cách với anh Tiến Để tấn công và giành lấy anh ấy khỏi tay em Nhìn mọi thứ trối tung trước mắt Em chỉ biết khóc vì những gì mà mình đã tạo ra thôi Thảo thấy em như vậy, liền đắc chí đi đến. Nè, mày bảo tao cho mày lời khuyên đúng không? Giờ mày chia tay với anh Tiến đi, rồi mọi chuyện kết thúc. Mày sẽ chẳng còn ai bên cạnh cả. Anh Long nhà tao chỉ là thấy mày dễ trêu đùa, nên mới tiếp cận thôi cái loại giỏi thay lòng đổi dạ. Nói xong Thảo chạy đến nắm tay anh Tiến đi thẳng vào nhà nghỉ không quay đầu lại. Trong khi anh Long đến cầm tay em rồi xin lỗi vì anh chỉ coi mình là trò chơi. Nhưng giờ anh lại muốn bên em thật. Cũng xin lỗi vì đứa em gái đã cướp mất người yêu của em. Em câm nín từ từ đi ra khỏi chỗ này rồi về nhà. Có lẽ tất cả là do em sai trước, em muốn tìm cái mới dẫn đến bỏ bê người yêu và mở cơ hội cho bản thân đến cướp. Em cảm thấy đau đớn quá, nhưng không biết kêu với ai cả. Chỉ muốn nên chia sẻ với mọi người một chút và mong mọi người cho em lời khuyên đúng đắn. Em cảm ơn mọi người. Anh mình và chị dâu có baby trước khi cưới. Lúc trước hai người ở với nhau trên Sài Gòn nhưng sau dịch cuộc sống khó khăn nên cả hai quyết định về lại quê để sinh sống và lập nghiệp. Con đường start up tại quê cũng suôn sẻ chứ không mấy khó khăn. Khi nghe tin anh chị về đây thì mẹ mình chuẩn bị xây cho một ngôi nhà nhỏ ấm cúng để an cư lạc nghiệp. Công việc thì anh mình cũng có, chị dâu thì vì bé còn nhỏ nên chỉ việc ở nhà và chăm bé thôi. Nhà đang xây nên công việc trước chi là lu bu. Hàng ngày mẹ mình thức sớm lắm để chuẩn bị đồ ăn thức uống cho những người thợ xây. Anh mình thì đi làm cũng từ sớm, còn chị dâu và bé nhỏ thì ngủ ngất ngay trời mây tới 10 giờ trưa vẫn không thấy lú đầu dậy. Tuy là chị ngủ nướng như thế nhưng mẹ mình chưa bao giờ trầy la chị. Mẹ bảo là chị có con mọn cực nhọc. Đêm hôm chăm bẩm nên ngủ được cứ để nó ngủ đi. Mặt trời đã lên đỉnh đầu, nắng như thiêu đốt chỉ mới chịu thức dậy, pha ly cà phê đá rồi chém dễ vắt chéo chân bảo. Ở quê sướng thiệt, sáng bảnh mắt ra là có cà phê, cà pháo xương xương, khỏi có lo tất bật chạy vại từng bữa ăn như ở thành phố. Biết thế vậy đã sớm hơn có mẹ chồng lo hết, sướng hơn ở thành phố nhiều ngủ tới trưa trời trưa trật không tiếp giúp gì mà rất mạnh mồm. Đã thế con cái chị chẳng biết chăm nơm gì hết. Cả ngày chị chẳng tắm táp cho con, con ngủ con thức, chị cũng chẳng rửa mặt. Đã thế điện thoại chị bấm suốt, nói chung là chẳng làm việc gì ra hồn. Không hiểu sao anh mình khéo lửa ở đâu mà được người vợ tàu khang trong mặt kép thế này mới hay chứ. Hôm đó, cũng như mọi hôm, chị nướng khoai trên giường, mẹ chồng thì đang lỡ tay rửa cá sau bếp. Vậy đó, mà trong một giờ đồng hồ có sáu bể ông shipper lại giao hàng. Đã thế gọi mãi chị không nghe, điện thoại thì ỏi e để chế độ máy bay không ai phiền đến giấc ngủ của chị. Mẹ mình nhận hàng mà tức anh ách, cả ngày chỉ có làm ra được đồng bạc nào đâu. Anh nhìn mình thì mới về quê đi làm cũng lương ba cọc ba đồng, mà chị mua nước hoa toàn chai mấy triệu, mà có tiền đâu mà trả. Hôm thì anh mình trả, còn hôm thì mẹ mình bỏ tiền túi trong lúc đang đổ vốn xây nhà mà chị thì cứ tiêu pha hoang phí nên anh mình và chị bắt đầu cãi nhau anh bảo là chị gia đình còn đang khó khăn anh mới xin được việc ở chị thì ở nhà suốt nên cần phải tiết kiệm để lo tiền sửa cho con nữa chị mua nước hoa tiền triệu như thế là không nên nghe thế chị nói lại luôn mai mốt em đi làm rồi em trả lại cho yên tâm thấy vợ có vẻ ương bướng không xuôi anh bảo mai mốt là khi nào bây giờ tính theo bây giờ đợi mai mốt có mà há hỏng chết đói hả Nghe vậy chị dâu liền nói giọng giận dỗi Anh làm chồng kiểu gì vậy Mua có mấy chai nước hoa mà vùng văng với vợ mình Biết thế thì chả lấy anh Về quê vừa nghèo vừa bẩn chật nhà Thì đông nghịch người Có biết là hôm nay tôi bực bội lắm không hả Tôi đã không nói ra rồi anh còn kiếm chuyện Có vẻ là anh không nhịn được nữa với thái độ này của chị Anh bảo em làm gì cho nhà này Mà đến độ khó chịu hả em ngủ tới trưa thức dậy có mẹ chồng cơm bưng nước rót cà phê cà pháo không thiếu kiểu nào đã thế ở nhà không tiền mà còn mua sắm hoang phí mai mốt hả chắc em bán chồng đỡ con mà còn tiêu pha luôn ấy anh nói đến đấy thì chị khóc nấc lên từng hồi rồi tiếng cãi vã ẩm tỏi của hai người văng vẳng trong phòng đó là lần đầu họ cãi nhau và liên tiếp nhiều lần như thế cứ diễn ra tại căn phòng ấy mọi người ạ hôm đấy chả biết ma xui quỷ khiến gì chị thức cực sớm mới hơn bảy giờ chị đã xông pha xuống bếp để nấu ăn cùng mẹ mình. Coi bộ, mẹ mình vui vì nghĩ là đã xoay chuyển được chị. Tuy nhiên mới vào bếp xíu thôi, thì mình nghe chị nói với ra. Mẹ khó quá, rau cắt như nào mẹ cũng nói. Cắt ngắn, cắt dài thì trước sau cũng bỏ vào mồm. Sao người ta làm dâu cực nhàn mà số con nhỏ hay sao? Ấy? Gặp chồng thì hạnh huệ chả chiều vợ, còn mẹ chồng thì ưa bắt bẻ. Ở nhà chồng mà áp lực đủ thứ. Mẹ mình nhịn lâu quá rồi, nay được đà, bà sùng máu lên bảo, con dâu gì mà lười nhớt thay lầy cốt. Suốt ngày, chổng mông trâu đầu vào mà ngủ tới tận trưa, cơm nước thì chả bao giờ đụng vào. Tôi mới dậy, thì cô trách móc tôi bắt bẻ. Thôi tôi lại bà, bà đi nhà nào mà có mẹ chồng 10 điểm mà ở, chứ nhà tôi ai cũng phải lao động không dám chứa mấy cái ngữ hạnh lười nhát như bà đâu. Nói rồi, mẹ móc ngay cái iPhone cùi mía ra mà gọi anh mình về bảo ban vợ. Ông cũng bảo ban hay đáo để cho bảo một trận. Hai vợ chồng lại cãi nhau. Lần này thì bà chị dâu một mực đòi là phải ra đi. Ôm con theo chị còn bảo như chắc nịch. Trời buông tha cho tôi đi. Cái nhà như cái địa ngục như này, ai mà ở được? Tôi lại, tôi van xin mấy người cho tôi ra đi đi mà. Anh mình tức quá, đuổi cổ bà chị dâu đi luôn. Bà này có vấn đề về thần kinh hay sao Ở nhà chồng thế mà còn chưa chịu Chắc là đòi đưa lên bàn thờ thế hàng ngày mới chịu hay sao? Tối hôm ấy, mưa gió bão bùng, chị cầm tiền rồi tréo taxi, gom hết đồ đạc lĩnh kỉnh ra đi trong đêm. Cơ mà ai cũng quen với cái bài của bà ấy rồi. Cái thứ mà lười như hợi ra đường có mà ăn mày. Đến hẹn lại lên, một tuần sau, sau khi đã xài hết số tiền chồng cho chị, đã điện thoại về và khóc lóc ỉ ôi, kể khổ các kiểu mẹ mình thì nhất quyết từ mặt không nhận cái thứ con dâu như thế về nhà nhưng anh mình thì mắc nợ mắc eo có con chung rồi nên giờ phải phát cục nợ đời thế là anh dọn ra ngoài trọ sống đường hoàng trước mẹ con chị về ở tới nay đã hơn một năm rồi anh chị vẫn sống trong cái trọ nhỏ vẫn cãi nhau ổm tỏi chị vẫn ở nhà và không chịu đi làm quan trọng hơn nét tiêu pha đặc trưng vẫn giữ khư không bỏ được nên ngay đầu anh mới trả hơn chục triệu từ hội vay nóng để giải vay cho chị vợ Tính ra mẹ chồng có 100 điểm đi chăng nữa Mà con dâu hột vịt ung trứng thối Thì cũng chả ở được với nhau đâu ha mọi người Ai bảo anh ngu Anh đi tính lời tôi chia tay làm gì Rồi giờ ăn giả Đó là câu nói của một tráp Nói với mình đó mọi người Chuyện là mình đang làm IT cho một công ty công nghệ Ngay khi vừa ra trường Hồi ở trường á, mình cũng đang nổ hoạt động trong câu lạc bộ chuyên ngành lắm nha. Chính vì vậy, dù ra trường rồi, mình vẫn có chút tiếng tâm với các em khóa dưới, thường được tìm đến để mà hỗ trợ trong học tập lắm. Mình đã có người yêu được 2 năm, chuyện tình cảm của mình khá êm đềm, vì người yêu mình hiểu chuyện và khá là an phận. Mình chẳng có vấn đề gì với người yêu của mình hết trơn, một ngày nọ, My tìm đến mình để hỏi bài tập. Em gái này kém mình 2 tuổi, đang học năm cuối. Những phần My hỏi chủ yếu liên quan đến đồ án tốt nghiệp, cho nên có biết gì thì mình cũng điều chỉ cho hết. Lúc đầu mình cũng chỉ hướng dẫn My như các hậu bối khóa dưới thôi. Nhưng một lần, My đang bộ ảnh chụp khá gợi cảm, rất là xinh xắn, làm nó đập vào mắt mình, khiến mình không thể nào không khả tim khen cô ấy, cho nên nó bị liếu lưỡi luôn nè. Rồi câu chuyện giữa mình và My dần không đơn thuần là chuyện làm đồ án nữa mọi người. Mỹ có tâm sự với mình rằng đã có người yêu, nhưng mà người yêu em ấy đi du học nước ngoài. Từ khi đi du học, Mi rất là cô đơn, vì dường như người yêu em dần lạnh nhạt, bỏ bê em xuống. Nghe Mi tâm sự, mình cũng thấy thương em ấy. Có người yêu xinh đẹp, dễ thương vậy, mà không biết giữ gì trơn. Mi còn hỏi mình chứ, em tâm sự, cái chuyện yêu đương với anh thế này, chuyện người yêu anh có ghen không vợ? Nếu có thì thôi ạ, à, em tìm người khác giúp phần đồ án nốt vậy nghe mi nói như vậy mình cũng hốt khoảng giải thích không có vấn đề gì đâu em mình sợ mi để ý chuyện mình có người yêu quá mà không dám nói chuyện với mình nữa là không biết làm đồ án thì ảnh hưởng việc ra trường cũng tội cho em nó sau đó tụi mình tâm sự nhiều hơn mình cả ngày cắm mặt vào điện thoại để nói chuyện với mi so với người yêu mình mi khéo léo vui vẻ hoặc bác hơn nhiều mi còn chủ động mời mình đi ăn đi cà phê để hỏi mình về đồ án tốt nghiệp gái đã chủ động thì tội gì không nghe đúng không gặp bên ngoài trời ơi mi đúng là xinh hơn trong ảnh nhiều càng ngày á mình càng có tình cảm hơn với mi còn với người yêu hiện tại mình càng nhìn càng thấy chán ghét sao cô ấy chẳng biết phấn đấu yêu bản thân làm đẹp như mi vậy trơn vậy mà mi luôn khiêm tốn nói là ngưỡng mộ người yêu mình may mắn lắm mới có mình đấy mi nhìn cái biết mình có giá trị liền đâu như cô người yêu suốt ngày chê bai mình không biết phấn đấu mi nói người yêu như mình nên đem em trân trọng yêu thương hơn thì mình cũng có chút tình cảm với mi rồi muốn mi là của mình mi nói em không muốn làm người thứ ba phá hoại tình cảm của người khác chỉ muốn đường đường chính chính làm người yêu thôi nghe mi nói như vậy mình tức tốc quay về chia tay người yêu hiện tại luôn để có thể danh chính ngôn thuận rước em về khi mình vừa để chế độ độc thân xong đột nhiên thấy mi đăng story đón người yêu về nước what mình ngạc nhiên rep story đó hỏi em á thì em nói người yêu về rồi hai người lại mặn nồng như trước mình trách ủa tại sao em đã nói anh chia tay người yêu rồi đường hoàng yêu em bây giờ á, anh chia tay người yêu rồi em lại trở mặt vậy hả mi ủa anh bị ngu hả ai tự dưng tôi nói đùa vậy rồi anh cũng tin hay sao mà chia tay người yêu tôi chưa gặp ai ngu nhanh luôn á trời ơi nghe mi Mì nói mình tức tối không làm gì được luôn mình liền nhắn cho người yêu cũ quay lại cô ấy lại thẳng thừng phủ vàng không đồng ý cô ấy thấy mình coi tình yêu như trò đùa còn biết chuyện mình định cấm sừng cô ấy cho nên sẽ không bao giờ có ý định đồng ý nói lại chuyện cũ nữa Giờ mình phải làm sao để mọi người mất cái chì lẫn chài rồi Giới thiệu với anh Đây là người yêu mới của em Còn cái loại chơi ngu như anh thì cút mẹ đi Có không giữ mất đừng tiếc Chắc đây là câu chửi hả dạ nhất mà em từng được nói ra đó mọi người Em và người yêu bên nhau được 5 tháng Trước đó anh rất ga lăng Kiểu chiều chuộng mình kinh khủng Đúng là mới yêu có khác, nhìn đâu cũng màu hường. Tưởng màu hường này sẽ kéo dài được mãi cho đến khi bọn em có một buổi đi chơi cùng bạn bè của anh. Cả nhóm rủ nhau cuối tuần sẽ đi công viên chơi. Cũng lâu rồi em chưa đi chỗ ấy, lại đi cùng một nhóm đông thế nên em rất hào hứng. Chơi vui vẻ thì em đã không lên đây kể rồi đó. Em thì bị cái tính nhát gan, lại rất sợ những trò mạo hiểm. Em có nói trước khi đi rồi là em sẽ không chơi mấy trò kia đâu. Anh cũng biết và bảo em chỉ cần chơi những trò nhẹ nhàng là được. Thế méo nào cả nhóm bạn ổng đòi chơi tàu lượng siêu tốc mà nó nhìn tổn phải trưởng. Một đứa nhát như em tuyệt đối sẽ không ngồi lên mấy cái trò đó đâu. Bạn bè ổng ai nấy cũng đều dơ tay chơi. Em cũng không có cấm mấy đứa ấy chơi. Em mới bảo, thế mọi người chơi đi. Mình ở dưới giữ đồ là được rồi. Mình không dám chơi mấy trò này đâu. Có một thằng trong nhóm nghe xong thì nói, thôi bạn chơi cùng cho vui, cả đám lên chơi mà bạn không chơi thì nó cũng kỳ. Đồ thì có chỗ để rồi, cuộc đời tuổi trẻ mấy khi, thử cho biết đỡ sau này hối hận mẹ chắc gì em phải hối hận mấy cái trò này vậy xong cả nhóm mới hùa theo cổ vũ em chơi dù em có từ chối bao nhiêu lần tưởng thằng người yêu như nào ai mà ngờ nó về phe bạn nó bảo em là đừng có tính công chúa nữa mà thử chơi lỡ sau này nghiện thế là mình nhìn mặt bọn nó nài nỉ thôi thì em cũng không có muốn mở lời từ chối em trung trảy đi lên chuẩn bị đối mặt với trò chơi đáng sợ này may là cũng ngồi cạnh người yêu nên cũng đỡ sợ chút có gì được bảo vệ đó là em nghĩ thế chứ thực tế thằng này nó hãm mà đến giờ nhớ lại em vẫn tức đang ngồi xếp chỗ thì tự nhiên cả đám bạn nó mới chạy ra khỏi chỗ rồi nói nhau thôi bọn mẹ ơi tao tự nhiên đổi ý rồi tao sợ lắm dứt lời mấy đứa tiếp theo đi ra hết thằng người yêu em cũng đi theo luôn và để em ngồi chỗ đó một mình lúc đó em tính đứng dậy nhưng bạn nhân viên không cho nữa chưa kịp định hình luôn má mặt em nhìn thằng người yêu ánh mắt hận như kẻ thù luôn quả này còn hơn cả phản bội ấy chứ đã sợ thì chớ còn phải ngồi một mình em tuổi thân mà suýt khóc tại chỗ, nhìn thằng người yêu cũ và đám bạn nó còn nhơ tay cổ vũ nữa chứ. em hạ quyết tâm chơi xong cái trò này là em đá đít thằng người yêu ngay lập tức. em đang nhắm mắt cầu nguyện cho bản thân thì cảm giác được có người ngồi cạnh, mở mắt thì thấy một anh trai đã ngồi vào cạnh chỗ em. em lúc ấy vừa ngỡ ngàng vừa cảm động. anh nhìn em rồi nói, thấy bạn bè em đều chạy hết chỉ còn em, nhìn cái mặt em tái mét anh nghĩ chắc em sợ đi một mình, nên anh lên ngồi cùng có được không? em lúc ấy hả chỉ muốn nắm tay anh nói lời cảm ơn thôi em gật đầu lia lịa nói em đội ơn anh xuống chuyến này em mời anh đi ăn về cứ đổi em ạ à. anh nghe xong thì cười bảo không có gì ngó ra sau thì thấy bạn bè anh nhìn em cười tủm tỉm lại ngó sang chỗ thằng người yêu thì mặt nó lúc đen lúc đỏ tự nhiên em nghĩ được một kế hoạch hả dạ hơn cuối cùng cái tàu lượng này nó cũng kết thúc mặt em đờ đẫn cái đầu em làm một tiếng cũng te tu hẳn khi xuống anh còn tinh tế dịu em hỏi hang em các kiểu em kịp lấy lại tinh thần nhìn anh cầu xin nói nói thế này em hơi ngại nhưng mà anh đã có người yêu chưa ạ à? anh có thể giả làm người yêu của em được không anh có chút ngỡ ngàng nhưng sau đó nghe mình nói vụ lúc này thì anh vui vẻ chấp nhận xuống chỗ nhóm thằng người yêu à không giờ là người yêu cũ chứ cả nhóm cười cợt bảo là em dũng cảm này kia thằng người yêu cũ thì vỗ vai khen em giỏi khiếp chắc thèm lời khen của mày quá em hất bàn tay nó ra khỏi người em rồi tuyên bố luôn thôi dẹp đi thằng dầm người yêu bảo không chơi được trò mạo hiểm nhưng vẫn ép chơi cho bằng được đến lúc chơi thì bỏ đi ngang rồi mày đàn ông dữ chưa chia tay đi tao Quốc cần thằng người yêu vô dụng như mày chơi ngu một mình thì thôi đi đồng bọn còn hùa chơi ngu theo chưa kịp để nó ú ớ thêm em đã vẫy tay anh hồi nãy ngồi cạnh lại gần rồi tự nhiên khoác tay À quên giới thiệu Đây là người yêu mới của tao tên Tuấn Nhờ phước của mày mà tao thấy được bản thân cần được che chở như nào Còn cái loại chơi ngu như anh thì cút mẹ đi Có không giữ mất đường tiết Mặt thằng người yêu đúng đần luôn á mọi người Bảo em đừng đùa Nhưng ai rảnh đầu đùa với nó Em nắm tay anh Tuấn đi khỏi chỗ đám hãm này luôn Sau chuyến này anh Tuấn còn chủ động xin phở bò liên lạc Em cũng nợ ông bữa ăn Nên cũng đồng ý Mà chả hiểu duyên phận như nào Em và ổng yêu nhau luôn mọi người ạ à. Qua cái đợt em mời ổng đi ăn Là ổng cứ tấn công em liên tiếp Thế là em cũng đổ Đấy tự nhiên vì cái khối hoạch chơi ngu của thằng người yêu cũ Em đã có người yêu mới tuyệt vời hơn Chuyện lạ Trong xóm tôi có thằng nhóc Nó tên là An Năm nay nó 10 tuổi hàng ngày thì nó tụ tập với đám bạn quậy phá khắp xóm mà Hết đi câu cá rồi nó tắm xong Còn cả đi trộm xoài nhà tôi nữa chứ Ngày nào bên nhà tôi cũng nghe nó bị ba mẹ rượt đánh trơn á Hôm nào nó không bị chửi Làm đó nó ăn không ngon vậy đó mọi người Hôm đó nha Thấy tụi nó đi chơi ngang nhà tôi Nhà tôi đang cúp điện, đang buồn Cho nên ok, kêu tụi nó lại hỏi chứ Ê, mày ở đâu vậy? Tụi em đi lại nhà hoang ở dưới này chơi cầu cơ Lúc nhỏ tôi đã từng nghe nói trò này Nhưng mà chưa có dịp chơi Nên là hôm đó tôi quyết định là đi theo tụi nó chơi cho biết Từ đó đến giờ Đây là lần đầu tiên tôi đặt chân vào nhà hoang luôn đó mọi người Mới bước vào tôi lạnh hết cả sống lưng Tụi nó dẫn tôi vào sâu trong nhà. Tụi nó lấy ra bằng cầu cơ tự chế từ một miếng bị cạch tông. Trên đó vẽ nhiều chữ và số lắm. Rồi tôi nó đốt đèn cày lên, lấy một đồng xu đẩy theo vòng tròn trên bàn cầu cơ. Lúc này, đột nhiên thằng An dừng tay lại, nhưng mà đồng xu trên bàn cầu cơ vẫn còn xoay tròn nha. Bỗng nhiên, phía sau lưng tôi có một bàn tay chạm vào vai mình. Nhưng mà khi tôi quay lại, chẳng thấy ai cả vừa quay sang nhìn về phía bàn cầu cơ thì có một bàn tay từ dưới bàn cầu cơ dơ lên tắt lấy đèn cậy tôi và mấy đứa nhỏ la hét hoảng loạn chạy ra khỏi nhà hoang thiệt là nhanh nhưng mà khi ra khỏi nhà hoang thì không thấy thằng an đấu trơn lúc này á tôi với mấy đứa nhỏ đánh liều quay trở vào trong tìm thằng an thì tôi thấy thằng an đang ngất xỉu trên bàn cầu cơ tôi vội vàng cùng mấy đứa nhỏ khiêng thằng an ra khỏi nhà hoang liền nhưng mà cũng may vừa ra khỏi nhà hoang á thì nó tỉnh dậy luôn đêm đó thằng an nó đang ngủ nó mơ thấy một người phụ nữ đi theo nó nó giật mình tỉnh dậy nhìn xung quanh không thấy ai hết nhưng mà khi ra nhìn ra cửa sổ thì nó thấy bóng của một người phụ nữ đang đứng ngoài vườn nhìn nó rồi nó chạy vào kia ba mẹ ra xem nhưng mà khi họ ra thì chẳng thấy ai cả họ còn cho rằng nó bị hoa mắt chứ trên đời này làm gì có ma quỷ sáng hôm sau nó đang đứng trước gương chạy tóc để chuẩn bị đi học nha thì mọi người biết sao hôm Nó lại thấy người phụ nữ đó, lần này mặt cô ta dữ tợn hơn, nhìn chầm chầm vô nó. Nó sợ cuốn cuồng chạy ra trước nhà gọi mẹ. Và lần này mẹ nó cũng không tin, cho là nó chưa tỉnh ngủ cho nên mới tưởng tượng ra vậy thôi. Hôm đó nó đang ở phía sau nhà, mẹ đã bước ra thì thấy một bàn tay từ trong thùng nước thò ra định túm lấy chân thằng An. Mẹ nó sợ hãi la lên, đến ẩm thằng An chạy thẳng vào nhà mẹ nó kể cho mọi người nghe chuyện thằng an bị hồn ma bám theo và nhờ mọi người tìm cách nào giúp nó mẹ nó nghe lời mọi người gọi thầy cúng đến nhà cúng kiến làm đủ lễ thầy cúng xong còn cho thằng an một sợi dây để đeo vào cổ tránh tạ ma nữa chứ rồi tối hôm đó nó lại gặp người phụ nữ đến tìm nó lần này cô ta không đến để hù dọa mà đến để bắt thằng an đi mẹ nó đang nằm trong mùng thấy thằng an thẫn thờ bước đi ra khỏi nhà tự nhiên thấy lạ cho nên mẹ nó gọi ba nó đi theo coi làm sao họ gọi nó mãi nhưng mà nó chẳng trả lời ai mà tiến thẳng về phía bờ sông trước nhà thầy có chuyện hỏng lành rồi họ truy hô hàng xóm đến giúp mọi người cho là nó bị hồn ma nhập vào còn không biết gì nữa cho nên nó ẩm nó lên chùa nhờ các sư thầy giúp vừa đến cổng chùa thì thằng an tỉnh lại liền nó kể với mọi người lúc nãy con gặp người phụ nữ đó cô ta còn định dẫn con đi theo cô ta Mọi người lo lắng, sợ là thằng An sẽ còn gặp chuyện nữa. Cho nên, ba mẹ nó gửi nó vào chùa để hồn ma không còn đi theo mà làm hại nó được nữa. Nó phải trên đó mấy tháng ăn chay niệm Phật thì mới không bị đi theo nữa đâu mọi người. Tưởng vậy là hết. Nhưng mà không, khi mà thằng An nó ra khỏi thì trong nhóm có thằng bắt đầu thấy người lạ trong nhà. Ngày nào cũng điên điên khùng khùng hú hét lên luôn. Tháng vậy, bố mẹ nó lật đật tìm sự giúp đỡ trên chùa như thằng An không biết như nào tôi nghe nói hai thằng cứ đêm là mộng du đòi mở cửa đi đâu đó cho nên cứ tối nào bọn nó ngủ cũng bị bố mẹ buộc dây quanh người sợ bị kéo đi tôi cũng sợ lắm cho nên đi chùa thường xuyên chắc ông bà bên trên bảo vệ cho nên tôi chưa bị làm gì hết đến khi cái ngôi nhà mà bọn tôi chưa cậu cơ ấy được mua lại họ làm lễ cúng rồi thuê các thầy về thì cả lũ mới thấy có giấc ngủ ngon đó mọi người nhà ấy cũng được xây làm chỗ xưởng gì đó rồi nghe bảo nhiều người trong xưởng cũng truyền tai nhau hay gặp người lạ bên trong sợ là thứ ấy vẫn còn đó chưa chịu đi thôi dù như nào thì bọn tôi sẽ đợt này không có ai dám chơi dạy nữa chào mọi người em sinh năm 2001 là nữ em có nuôi một con chó tên là Jack Em rất yêu chó Jack, cái gì em cũng mua cho hay làm gì cho Jack cũng là những thứ đắt nhất và tốt nhất. Nói thật thì nhà em không giàu, chỉ là nhiều đất cát mà bà nội em ngày xưa đẻ khá nhiều con bố em là con thứ ba nhà em cũng không tham nên nhà chỉ có hai chị em thôi còn lại các bác các chú thì đều thi nhau đẻ cố để trốn để được cậu con trai và tất nhiên nhà nào cũng có con trai trừ nhà em nhà bác nào chú nào cũng chiều con trai hết mực chúng nó chỉ cần đòi gì thì sẽ có cái đó và chết nhà em cũng không thoát khỏi tầm ngắm của lũ trẻ con Trẻ con thì cũng có đứa này đứa nọ, có thằng thì rất ngoan, bảo gì nghe đó, có đứa thì bị chiều hư, ngang bướng, nghịch ngợm. Điển hình là thằng Bon, con của bác cả nhà em nè, đó là đứa đẻ muộn nhất và được chiều nhất vì mang danh là cháu đích nhôm. Ngay từ hồi nó còn bé, em đã không có ưa gì nó rồi, chính xác là không ưa cả nhà bác ý, vì hễ em đụng vào nó một tí là nhà bác ấy lại bảo người em toàn mùi chó vi khuẩn này kia ừ thì lúc đó nó còn nhỏ mới sinh nên em cũng né ra tại sợ da em bé nhạy cảm nhưng hiện tại nó đã 5 tuổi và đã có ý thức rồi nó luôn thích sáng lại gần em để em cho chơi, chơi với con chó jack và đương nhiên là em không đồng ý rồi vì thứ nhất là gia đình bác ý trước là kỳ thị jack nhà em thứ hai là thằng bôn đó rất nghịch nó rất hay lấy cái gậy hoặc que gỗ vụt trách nhà em mà không phải là vụt nhẹ đâu. Nó hay xem mấy cái khủng long cá sấu đánh nhau trên Youtube nên là lực vụt rất là mạnh. Có lần em để con Jack ở nhà, bố em có dắt thằng Bon về nhà em chơi. Sau đó em về nhà ôm Jack thì thấy Jack ré lên đau đớn. Lúc đó em lo kinh khủng. Em liền bế bé Jack đi kiểm tra sức khỏe. Lúc kiểm tra xong bác sĩ bảo bé chó vẫn khỏe, không có sao cả. Chắc là do bị vấn đề ngoài da rồi bảo em thử cho đi cạo lông xem có bị con chó khác nào cắn không. Sau khi mà cạo lông xong, những thứ em thấy khiến em phải khiếp sợ. Từng vệt máu, Đống vẫy, loan lỗ vào nhiều vết thâm tím khiến em sững người. Sau hôm đó em có về và nói với mọi người về việc Jack bị đánh từ lúc nào mà không ai hay. Bố em nghe vậy liền nói. Hôm nay bố có dắt thằng Bon xuống nhà mình chơi. Lúc em nghe xong hai chữ thằng Bon, em đã biết là ai là người gây nên chuyện này rồi. Em tức vô cùng, liền lên nhà bác cả nói chuyện, nhưng bác ấy nói lại em như thế này. Có mỗi con chó mà cũng phải kể lễ, sao mày không sót cho anh mày kìa. Lúc về đó hết cả tay, bác còn tưởng bị làm sao, hóa ra là đánh chó nhà mày. Em nghe xong mà tức điên người, nói lại, con chó nhà cháu thì bị nó đánh chảy cả máu mà bác còn bên nó được. Nó đỏ tay cũng là do nó đánh con chó nhà cháu, bác không mắng nó dạy nó còn bên nó nữa. Bác thấy em nói vậy thì ra sức bên con mỗi con chó mà mày làm ầm hết cả lên lỗi cũng do mày cả thôi ai bảo con cu bon nhà bác chơi với chó nhà mày bác đã bảo mày là không có để anh chơi với con chó nhà mày rồi còn gì cái con chó ghẻ vừa bẩn vừa hôi cu bon nhà tao có mà thèm mà đụng vào thề luôn lúc đó em cực kỳ sôi máu rồi mà vẫn phải nhịn để nói chuyện bình tĩnh tôn trọng bác ấy sao bác một bực bên con bác thế à rõ ràng nó là người sai mà bác ấy liền nói trẻ con nó có biết gì đâu Tao không bên thì để mày mắng con tao hả? Tao nói cho mày biết, cu bon nhà tao rất là ngoan, có đánh chó nhà mày thì cũng chả sao cả, đằng nào cũng chỉ là con chó thôi. Do thời lượng của câu chuyện khá dài, nên phần 2 sẽ được đăng ngay vào tối hôm nay nha mọi người. Lúc này máu em dồn hết lên não, mặt em đỏ tía tai, vừa thương chết mà vừa tức thẳng răng con kia. Vừa thương chết vừa tức thẳng răng con kia mặt vên lên nhìn em, Tức quá em lao vào tác một phát thật mạnh vào mặt nó, khiến nó chảy cả máu mũi. Bác ấy thấy thế liền chửi em con gái mất nết không ai dạy và văng một đống thứ bẩn thiểu ra em liền và văng một đống và văng một đống thứ bẩn thiểu ra em liền nhìn bác ấy và nói sao bác không sót cho cháu cháu đánh đau cả tay đấy này bác ấy nghe xong lao thẳng về phía em tính đánh nhưng với kinh nghiệm học võ từ nhỏ thì bác ấy không phải đối thủ của em em hả hê ra về mặt cho bác ấy chuỗi bới ầm ĩ. Sau vụ đó thì con gái bác ấy cô qua xin lỗi em và nói sẽ không để mẹ chiều thằng Bo nữa cơ. Mà chị ấy đi lấy chồng rồi dĩ nhiên không thể quản nổi. Tuần trước em có đi sinh nhật bạn nên để trét ở nhà cho bố trông. Bố có nói là sẽ không để thằng Bon xuống sờ vào con chó đâu. Em rất yên tâm mà rời đi. Nhưng ai mà ngờ được các bác các chú lại tụ tập ăn uống tại nhà em. Bố em cũng vì uống rượu mà bỏ quên luôn Jack. Vậy là chuyện gì tới cũng tới. Thằng Bo nó cay vì lần trước bị em tác. Liền thủ mấy đứa em khác lại gần, bắt trói Jack lại. Chúng nó đè con chó ra và lấy kéo cắt hai quả cà của Jack. Đúng lúc đó em về nhà, thì thấy con chó nhà em đang dãy dụa trong vô vọng. Em vội chạy lại, đẩy lũ kia ra, rồi đưa Jack vào viện. May sao chỉ cắt mất cà thôi, chứ chưa có ảnh hưởng gì tới những bộ phận nguy hiểm khác. Nhưng do đau quá nên trác vẫn chưa tỉnh và phải truyền nước. Em liền gửi trác ở đó rồi chạy về thẳng nhà, chích camera và đi lên nhà bác cả. Vừa vào nhà đã thấy bác ấy ôm thằng Bon hỏi han Con có sợ không? Chắc thấy nhiều máu thế con sợ lắm hả? Khổ thân con tôi. Trời ơi, em đứng ngoài nghe vậy, không khỏi tức giận. Liền xông vào túm đậu thằng kia, xách ra, tác liên hoàng vào mặt nó, Trước đó em cũng có chuẩn bị trôi trúc Em quất đúng năm roi vào mông của nó Nó đau đớn la khóc thảm thiết Các bác các chú thấy thế sợ em đánh nó mạnh tay quá Liền ra can Em bực tức đẩy ra Rồi lao vào nhéo tay Cấu đùi tác nó tiếp Lần này em thật sự rất tức giận Em biết là em có hơi quá tay Nhưng em không đánh nó em không chịu được Biết là can không được Biết là can không được em Hai bác ấy liền quỳ xuống van xin em tha cho nó Bà em từ trong buồn từ từ bước ra dõng giạc nói. Hôm nay tôi không thấy cháu gái tôi sai chỗ nào cả. Nó đánh thằng Bon là đúng. Thằng Bon còn nhỏ mà đã làm vậy với một con chó. Con xem, nó có đáng ăn đòn không? Còn chúng mày không dạy nó thì thôi, lại còn bên nữa. Chiều cho lắm vào xem bây giờ thành cái dạng gì rồi. Đến lớp thì đánh bạn, về nhà thì đánh động vật. Bây giờ còn cắt cả cái đó của con chó nữa. Cứ chịu nó thế rồi sau này nó thành lưu manh à. Chúng mày muốn nó vậy sao? bà nói xong thì nói thầm với em mày đánh thế thôi đánh nhiều nó trẻ con không chịu được bà nói xong thì nói thầm với em mày đánh thế thôi đánh nhiều nó trẻ con không có chịu được đâu mày cứ về lo cho chó nhà mày đi còn thằng này để bà xử lý thôi thì em cũng nghe lời bà thấy bà nói có lý nên đi về tha cho nó còn về bọn trẻ con cùng thằng bon chói trách lại kia em có đánh cho mỗi đứa máy phát liền coi như là cảnh cáo nhưng mà kể từ hôm đó tới giờ em thấy thằng nhỏ kia với nhà bác cả không có động tĩnh gì. Không biết có xảy ra chuyện gì không nữa. Nhưng mà em cũng sẽ không bao giờ tha cho thằng nhỏ đó. Em thật sự là không thể chịu được cái sự thiên vị trọng nam khinh nữ này. Cứ để cố mãi rồi chịu riết sinh hư kia. Đằng nào đấy cũng là bác với anh họ. Sau này cũng phải đụng mặt nhau nhiều nữa. Bây giờ em không biết phải làm như thế nào để cho các bác các chú hiểu ra và không bên vực bao che cho lũ trẻ con kia nữa không biết có ai chung hoàn cảnh không cho em xin lời khuyên với ạ mong pay up bài này lên để cho mọi người thấy mà không bao che cho con cái nữa ạ em cảm ơn ạ